Xong sao chân dung thanh niên chuyên xem bói rồi bán vòng trượt tà bị VTV điểm mặt là ai? Theo thông tin từ VTV, người này đã hoạt động mê tín dị đoan được một thời gian dài và thu lợi bất chính số tiền khá lớn. Tự cho mình là người có tài bói toán, khả năng bói toán và tiên đoán vận mệnh. Vào 8 giờ tối hàng ngày, một người đàn ông quê tại Khói Châu, Hưng Yên đều đặn lên mạng xã hội xem bói trực tuyến. Dù chỉ là câu chuyện bị đặt và mê tín, nhưng mỗi lần lên mạng người này đã thu hút hàng chục nghìn lượt theo dõi. Càng nhiều người theo dõi thì tâm lý của cộng đồng lại bị ảnh hưởng rất nhiều. Sau khi kết thúc những câu chuyện mê tín, người đàn ông bắt đầu vào nội dung chính, đó là bán hàng online. Với mức giá 700.000 đồng, những chiếc vòng này được cho là có khả năng hóa giải mọi bệnh tật và mang lại nhiều may mắn phú quý. Để làm rõ những chiêu trò quảng cáo bán hàng qua mạng đầy mê tín, phóng viên đã phối hợp với chính quyền địa phương và tìm đến nhà một người tự xưng là cậu Đức. Tuy nhiên sau khi bị lộ, người này đã cố hết sức tránh né, chỉ để gia đình ra gặp mặt phóng viên. Xã bảo không cho phép thì thôi, thì nghĩ không phát trực tiếp nữa, không giúp bà con nữa. Mua cảm thấy không thích thì thôi, gửi lại trả lại tiền, lừa đảo cái gì, người nhà nói. Nói là lừa đảo, nhưng thực tế trong nhà người này có rất nhiều vòng tay bị trả lại, và người mua chưa bao giờ được hoàn tiền. Để xác minh, phóng viên đã gọi điện đến số điện thoại của người mua ghi trên gói hàng trở lại. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Nhạc Hà, huyện Khói Châu, tỉnh Nghệ An, người đàn ông này là bộ đội xuất ngũ nhưng không có việc làm ổn định, thường xuyên tổ chức xem bói trên mạng thu lợi rất lớn. Theo Điều 320 Bộ Luật Hình Sự, hành vi hoạt động mê tín dị đoan nếu thu lợi bất chính từ 200 triệu đồng trở lên hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trực tự, có thể bị phạt tù từ 3 đến 10 năm. Ngoài ra có thể bị phạt tiền lên đến 50 triệu đồng.